ý đề số 3. Trong đề số 3 này chúng ta thấy là người ta cho người đầu tiên Trần Đình thứ làm là thứ 2, thứ 3, 4, 5, 6. Và cái số 20, 22 này là cái gì? Tức là trong đề người ta cho là 20 là làm được 20 sản phẩm, 22 là được 22 sản phẩm. Được chưa? Cho nên cái chỗ mà tổng số sản phẩm người ta nói là tìm của làm từ thứ 2 đến thứ 6. Như vậy thì số sản phẩm ở đây là tìm như thế nào? Nó sẽ bằng gì các bạn? À, tìm tổng sum của từ thứ 2 đến thứ 6. Đóng ngoặc. Như vậy là mình đã có được nửa điểm. Được chưa? Nửa điểm đơn giản ha. Tiếp tục số ngày nghỉ. Vậy thì cái người đầu tiên thứ 6 có làm không? Không có sản phẩm nào, có nghĩa là người này nghỉ. Thì chúng ta muốn tìm như vậy á, tùy theo cái đề người ta cho. Vậy đối với đề này thì nó sẽ là bằng count, đếm mà. Count plan là đếm những chỗ nào trống, tức là anh này nghỉ thì mình đếm từ thứ 6 đến thứ 2 xem thử là có ngày nào trống. Vậy người đầu tiên là trống một ngày, tức là anh đấy nghỉ một ngày, hai ngày, một ngày, không, hai ngày. Như vậy đấy là số ngày nghỉ. Bây giờ thưởng, thưởng là dựa vào cái gì? Rì ba lấy H3 trừ định mức. H3 đâu? H3 là tổng số sản phẩm. Và định mức là cái nào? À, K1. Tức là người ta quy định gì? Một, một tuần là một người phải làm ít nhất là 100 sản phẩm. Nếu như anh nào mà làm dưới 100, tức là dưới định mức. Anh nào làm trên 100 là trên định mức. Vậy thì nếu như ai mà làm trong cái khoảng định mức mà dư ra đó, mà nếu dư nhiều là dư từ 50 sản phẩm trở lên thì sẽ được thưởng thêm 20.000. Còn nếu mà dư từ 1 sản phẩm cho đến 50 sản phẩm thì sẽ được thưởng 1.000. Còn nếu không dư sản phẩm nào hoặc là thiếu thì không được thưởng. Như vậy đây là cái quy định của công ty của người ta. Như vậy nếu như các bạn nhìn thấy mà trong cái bản dò tìm của mình nó chỉ có 3 mức thôi, nhưng nếu mà giả sử mình làm chỗ này mình chưa có tính thưởng mà mình chỉ tính là tạm ra ngoài này bằng sản phẩm trừ định mức. Có gì thêm nữa trong công thức này? F4. Tại vì công thức này sẽ được copy xuống dưới và tất cả mọi người đều trừ cho định mức như nhau. Như vậy các bạn thấy là với người đầu tiên thì người ta làm thiếu chỉ tiêu là 7 sản phẩm. Người thứ hai thiếu 18. Người thứ ba dư 55. Người thứ tư dư 12. Và người cuối cùng thiếu 20 sản phẩm. Như vậy mình dựa trên con số này nè để mình đi dò trong cái bảng này, dò trong cái bảng mà người ta cho định mức. Vậy thì 7, âm 7 có không? Âm 18 có không? Âm 55 cũng không có luôn. Âm là 12 cũng không có và âm 20 cũng không có. Tức là không có bất kỳ giá trị nào trong cái bảng dò này cả. Thì chỗ này chúng ta không thể dò tuyệt đối được. Mấy hôm chúng ta làm là chúng ta phẩy không ở cuối cùng á, là dò tuyệt đối, tức là có thì cho về giá trị, còn không có thì thôi. Ví dụ chúng ta lấy thưởng là bằng cách dùng hàm VLOOKUP. Giá trị dò tìm là lấy H3 trừ cho định mức. Đó, cái mà mình mới tính bên này nè. Dò trong bảng nào? Dò trong bảng này. F4 lại. Nếu tìm thấy thì trả về cột 2. Và kiểu bình thường của mình làm mấy hôm là dò chính xác là không. Thì tất nhiên là âm 7 không tìm thấy. Làm gì có trong bảng mà thấy. Âm 18 cũng không có. Cho nên chỗ này
chúng ta sẽ sử dụng là dò tìm tương đối, nó nằm trong cái khoảng thôi. Cái khoảng âm 7 là nó nằm ở cái khoảng là khoảng dưới, cho nên không được hưởng. Âm 18 cũng thế. 55 là nằm trên cái khoảng trên này nè, trên 50, từ 50 trở lên thì được hưởng 20.000. 12 là nằm trên 1 là được hưởng 10.000. Đó, tương tự như vậy các bạn có được cái mức thưởng. Bây giờ thưởng xong thì phải có phạt. Phạt cái gì? Phạt cái gì đây? Nếu số ngày nghỉ lớn hơn bằng 2 thì sẽ phạt 20. Lớn hơn bằng 2. Nếu tức là gì? Ít. Đúng rồi. Khi nào mà chúng ta nghe chữ nếu là ít bằng nếu số ngày nghỉ đâu? Y. Và nếu số ngày nghỉ lớn hơn bằng 2 thì phạt 20. 1, 2, 3, 4. Còn không thì sao? Không phạt, tức là không. Hai người này nghỉ 2 ngày. Và lương của chúng ta sẽ có là tổng số sản phẩm nhân cho 2.000 cộng thưởng trừ phạt. Người ta cho công thức sẵn đây rồi. Và có bạn thì làm như thế này: lương bằng tổng số sản phẩm, làm gì nữa, nhân 2.000 cộng thưởng trừ phạt. Rồi, nhân 2.000 cộng thưởng trừ phạt, đúng chưa? Cái đấy là người ta gợi ý cho mình thôi. Còn cái người ta đang tính là cho cái Trần Đình này nè. Vậy là con số của dưới này mới tính được chứ, không liên quan gì đến cái chữ nha. Cho nên chỗ này tổng số sản phẩm nhân 2.000 lấy cộng với thưởng trừ với phạt, được chưa? Như vậy mình có được lương của người này. Và cái cột này chúng ta làm nháp thôi, không cần đến, được chưa nào? Đó là lương. Và bây giờ mình sẽ tính cho người này, người trong đề người ta yêu cầu là gì? Tổng lương của phân xưởng 1. Tổng lương của phân xưởng 1. Như vậy ở đây phân xưởng 1, phân xưởng 2 tổng lương bằng cách nào? Mình thấy rằng tổng lương tức là bạn Trần Đình làm ở phân xưởng 1, bạn Hà Ngọc làm phân xưởng 1, bạn Lý Phan làm phân xưởng 1. 1 là chỗ nào? PX1 đây. Còn cái số 1, số 2 xếp sau á là nó phụ thuộc vào từng người, tức là mã số của từng người. Cho nên chúng ta so sánh thì chúng ta chỉ so sánh được cái PX1 thôi. Cho nên chỗ này các bạn sẽ sử dụng một cái hàm, đó là hàm sum, nhưng mà có điều kiện sum if, được chưa? Vùng do tìm điều kiện là vùng này, được chưa nào? F4, giá trị do tìm PX1. Nếu như bạn lấy PX1 mà bạn tìm trong này, nó có thấy không? Không thấy. Cho nên chúng ta phải lấy PX1 và chúng ta làm gì nữa? Hẻm dấu chấm hỏi vào. Dấu chấm hỏi là đặt thay thế cho một ký tự. Dấu sao là thay thế cho nhiều ký tự. Như vậy H9 cộng với dấu chấm hỏi, tức là cái chuỗi mà chúng ta dò này là PX1 với bất kỳ một ký tự nào phía sau. Như vậy có nghĩa rằng PX11 cũng được, PX12 cũng được, PX15 cũng được. Đấy. Và chúng ta tính gì? Nếu như đúng thỏa mãn điều kiện đó thì tính gì? Tính tổng lương. F4 đóng ngoặc lại. Được chưa? Người cao nhất. Cao nhất là gì? À, dùng hàm mắt. Cao nhất của cái lương là gì? Bây giờ nếu như
mình làm như thế thì mình thấy được gì? Mình thấy được gì? Trong này người ta nói gì? Rồi làm sao đây? Có cho phép tạo thêm cục phụ, tìm người mà có lương cao nhất. Làm sao? Các bạn suy nghĩ rồi. Cho phép tạo thêm cột phụ. Vậy mình tạo thêm cái gì ở đây để mình tìm được cái người mà có lương cao nhất? Rồi, cột lương cao đi. Mắc lương. Xếp hạng lương. Nếu xếp hạng xong rồi làm gì nữa? Mình xếp hạng mình biết là người nào nhất, người nào nhì rồi làm gì nữa? Cao nhất. Bằng. Nếu cái gì? Nếu giá trị này mà bằng với giá trị mắc của cái này, thầy thử một ký hàm nha, thì trả về gì? Trả về cao nhất đi, còn không thì không làm gì cả. Người này không cao nhất rồi. Vậy sao nhiều người cao nhất thế? Lý do? Tại vì còn F4. Rồi mình tìm được người cao nhất rồi đó. Bây giờ làm sao để lấy tên đây? Làm sao để lấy tên của người này? Bây giờ thay vì chúng ta chọn là cao nhất, thì nếu như người này mà bằng cao nhất thì chúng ta trả về tên, còn không mà không trả gì hết. Như vậy người này không trả, người này không trả là mình lấy được rồi đó. Nhưng mà cuối cùng làm sao đưa xuống dưới? Không, phải có công thức chứ. Nếu mà copy bây giờ tuần sau có người khác cao nhất rồi sao? Cái này là vinh danh mà. Làm sao? Rồi câu này lấy 10 điểm. Suy nghĩ tiếp ha. Hả? Nhiều cách làm. Bởi vì cái đề này đó, thực ra người ta cho một số là các bạn có thể là sử dụng cái hàm, một số các bạn có thể sử dụng cái tiểu xảo của các bạn trong này để làm được cái kết quả cuối cùng. Bây giờ người cao nhất thì trong này mình thấy được cái người cao nhất rồi đó. Bây giờ làm sao để đưa ra? Khao đâu có đếm đâu, đâu có đếm. Như vậy thì ký tự đầu tiên, cái ô đầu tiên này có phải là độ trắng không? Không có gì hết. Thì chỗ này chúng ta có thể bằng ô đầu tiên cộng với ô thứ hai cộng với ô thứ ba cộng với ô thứ tư cộng với ô thứ năm. Tất nhiên nó cũng chỉ có một mình văn trường này thôi. Ô đầu tiên không có gì, ô thứ hai không có gì,
ô thứ tư cũng không có, ô thứ năm cũng không có. Phải không? Rồi, suy nghĩ thêm, có cái hàm nào mà nó hay hơn cái này nữa không? Không cần dùng đến cột phụ, không cần dùng đến cái tiểu xảo này, vẫn ra được. Thôi, tạm thời không có quan tâm đến cái đó nhiều. Với mức độ của mình, làm đến như thế là ổn rồi.